Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình làm video này là để hướng dẫn cho những anh em nào mà đang xài hệ điều hành iOS mà có máy tính mà hiện tại vẫn chưa biết cách auto như thế nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách auto trên máy tính. Rồi, anh em nào mà xài có máy tính hoặc laptop gì đó thì tải cho mình cái phần mềm giả lập nào mà nó phù hợp mà nó nhẹ cho máy của bạn thì bạn tải, như mình đang xài là LD Mu Tip, còn bạn nào xài Nox hay là cái gì đó thì tùy các bạn. Thì đầu tiên các bạn tải giả lập này xong, sau khi các bạn tải xong thì bạn mở lên và các bạn tải cho mình hai ứng dụng, đó là ứng dụng Game Play Together và ứng dụng Facebook. Facebook này là anh em nhớ đăng nhập cái nick nào mà anh em kết nối trong cái máy iPhone của mình á, thì anh em đăng nhập cái nick Facebook này vô trong cái app Facebook này, đó là xong rồi. Tiếp theo các bạn mở Game Play Together lên, rồi các bạn bấm vô cái màn hình này. Rồi thì nó nói cái gì đó kệ nó, mình chọn đại đi, rồi cái tên gì, ok cái tên này luôn, rồi mình create đại đó để mình tạo nhân vật, tạo đại nhân vật nào đó đi, rồi để nó vào vào game. Các bạn đợi xíu thì nó đang quảng cáo game xíu ha. Ok, bây giờ đã vào game rồi. Các bạn cứ bấm theo ứng dụng của nó. Rồi bây giờ nó đã nó xong thì các bạn bấm vào cái điện thoại của mình và cái cài đặt cái setting nè và cái chữ log in with Facebook, bạn bấm vào thì nó sẽ dẫn đến kết nối với cái nick hiện tại của anh em đó. Ví dụ như đây mình xài trên iPhone thì nó sẽ hiện ra cái nick tài khoản này và bấm đồng ý, ok để nó tải tải lại cái dữ liệu cái nick chính của mình. Rồi các bạn vào, và đây là các bạn đăng nhập vào cái nick chính của mình là vừa game đã xong rồi nha. Rồi bây giờ bước tiếp theo là bước auto, các bạn tắt hẳn game này luôn đi, tắt hẳn ra rồi các bạn lên CH Play, tải cho mình cái macro, bấm vào cài đặt. Sau khi cài đặt macro xong thì các bạn mở lên cho mình rồi bấm chấp nhận, tôi chấp nhận đây đã hiểu. Thì ở đây nó có hai cái là mình xài điện thoại thật hay là xài giả lập, thì mình đang xài giả lập thì mình chọn cái giả lập nè, và cái đây là những cái giả lập ở phía dưới Nop menu hoặc là BlueStack LD Player thì mình chọn LD Player, tiếp bấm để bật cái này lên,
Rồi tiếp. Ok, ta bật không hiển thị ngay. Bắt đầu ngay. Tiếp. Hoàn thành. Rồi. Sau khi các bạn đã vô tới bước này rồi thì các bạn bấm vào cái chữ thông tin. Đăng nhập tài khoản Google. Cái nào đó cũng được. Đây, sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ cho mình chín cái reputation để các bạn vào cái cửa hàng, chọn play together và bấm cài đặt, chấp nhận. Sau khi cài đặt xong các bạn quay về nút home, home này nè, chứ không phải nút home của mấy bạn đâu, và bấm chạy. Rồi đã hiểu. Và nó hiện cái ngón tay này là được nha. Rồi các bạn bấm cái nút home trở về về màn hình chính của mình. Sau khi các bạn bấm xong thì các bạn bấm cho mình vô thẳng cái wifi này và các bạn ngắt nó ra đi, quay về nút home, bỏ game lên. Rồi sau khi hiện cái màn hình xanh này, các bạn quay về cái wifi của mình, bật nó lên, rồi quay lại game. Rồi sau khi vào được game, các bạn muốn auto ở đâu thì auto nha. Bây giờ mình auto đại một chỗ nào đó đi, làm mẫu thôi. Giờ ví dụ câu ở đây đi. Khi mà anh em câu thì anh em vô cho mình cái auto thì mình vô cái setting cài đặt cái vậy. Chọn cái này rồi mấy cái này tắt hết đi nha, lời mời chơi hay là qua nhà gì đó tắt hết để đỡ bị làm phiền khi auto. Xong tin nhắn thì cũng này, tắt hết đi. Ok, bây giờ bật auto lên thì thông thường auto này mình xài là cái 1070. Mà bây giờ nó ra 10.8 thì mình thử chọn 10.8 ha. Xong. Lưu. Không điện thoại cũng không báo này nữa. Rồi, đây là vị trí cần câu mà bạn muốn xài là ở đâu, số mấy. Mình chọn số 2. Và mình để cái này là 0505. Rồi bấm cái này ra thì cái ô vuông nó sẽ nằm chính giữa màn hình. Còn nếu mà bạn nào mà để mặc định thì nó sẽ nằm trên cao cái chân trục này. Rồi bây giờ bạn di chuyển cái ô vuông này ngay đây. Rồi bây giờ để cho nó tự câu thôi là xong. Thế là xong rồi. Video này đến đây là hết. Nếu mà anh em nào mà thấy hay hãy cho mình xin một sub và một like để ủng hộ kênh của mình. Nhớ anh em nhớ bật chuông thông báo để được nhận những thông báo về video mới nhất, sớm nhất của mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau. Bye bye.